lại làm cái gì đây? Trời ơi, xem chút nữa cháy hết rồi. Hạnh Nhi à, Hạnh Nhi, con làm gì vậy? Sao ở trong phòng có mùi khét vậy con? À, không có, con đang đốt ba cái đồ vô dụng thôi. Ê, con làm gì đây? Người không giống người, mà không giống mà. Nè, cha biết cái gì? Đây là cái kiểu tóc mới của người ngoại quốc đó. Nè, tại sao cha lén lén lúc lúc chạy qua bên này? Ồ, có phải là cha đi hút áo viện? À, Hạnh Nhi à, anh nói cho cha biết, tiền của mẹ con để ở đâu vậy? Làm gì? Hút áo viện chưa đã hay sao? Ờ, đủ rồi, đủ rồi. Nhưng mà tối hôm qua đánh bài thua sạch hết rồi, cho nên... Được lắm, được lắm. Con có thể nói cho mà biết tiền của ngạc nương của con cất ở chỗ nào, nhưng có một điều kiện. Con nói mau đi, cho cha biết đi. Gần đây, tất cả son phấn của con đều đã hết rồi. Sau khi lấy được tiền, chia cho con phần nữa. Hả? Phần nữa? Cái có được không? Đánh. Không đưa hả ra ngoài. Ê, nè, 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 tổ tiên à, làm ơn. Làm ơn đi, ở cha đưa, ở chịu chưa? Đưa bao nhiêu đây? Phần nữa. Vậy thì được. Ây da, nè, ông làm gì vậy? Ông lấy tiền làm gì? Tiền này không lấy được đâu, ông không thể lấy. Tôi nói chồng biết nha, đây là tiền chi tiêu của tháng này, ông lấy đi rồi tôi và Hạnh Nhi tính sao đây? Bà nói cái gì? Tôi là chủ gia đình, số tiền này đương nhiên là của tôi rồi. Con người của ông không có lương tâm mà. Tôi gửi cho gia đình các người, tôi có xài tiền các người sao? Tiền của ông đã bị ông hút áp viện, hút sạch hết trơn rồi. Đây là tiền tôi cực khổ giặt đồ cho người ta mới kiếm được. Ông trả lại cho tôi đi, trả lại cho tôi. Buông tay. Tôi cho bà biết, bà lấy tôi thì tiền của bà cũng như là của tôi. Bà đừng có nhiều chuyện nha. Bà còn dám cản tôi không khách sáo nữa đâu. Ông trả tiền lại cho tôi, trả tiền lại cho tôi, trả cho tôi. Buông trả tiền lại cho tôi, trả lại đây đi. Nhẹ tay chút, đau đau đau. Lấy được chưa hả? Lấy được rồi. Đưa cho con. Định nói ngược hả? Không phải, không phải. Hồi nãy mẹ của con bị cha đá bị thương rồi, chắc cũng nặng lắm đó. Cứ nằm một đống khóc hoài à. Con đi coi bả đi, mau lên. Cha chia tiền cho con. Được, chia cho con trước. Nè nè, đợi chút. Đưa đây, đưa đây. Đưa cho cha. Được, được. Wow, cũng nhiều quá ha. Ba cái lận, hai cái nữa. Còn chút đỉnh nữa nè. Đủ rồi, đủ rồi. Nè 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 nè, con à, đợi chút. Con không phải nói chia hai sao lấy nhiều quá vậy? À đâu kia. Cái này gọi là bên phải dằn trá. Nè nè, đợi chút. Mẹ của con. Hả? Đây đâu phải là mẹ ruột của con. Đi chơi cho đã chút về thăm bả. Đi nha. Nè nè. Công tử, tôi biết công tử biết người hút sách rồi. Có loại hàng ngon lắm, thường hao hạn đó. Má không hả? Thấy ông giá bao nhiêu? Tôi tính rẻ cho ông cho. Vậy cho giá đi. 50 lượng. Mắc quá. 45. Cũng mắc nữa công tử. Đây là hàng thường lắm, thường hao hạn đó. Tiểu tử kia, quả nhiên ở đây. À mà, sớm không tới, trễ không tới, sắp giờ tới vậy chứ. Thánh mặt tốt hơn. Hỉ, để tôi đây nha, tôi trở lại ngay. Chạy đi đâu? Không được đi. Hi. Tại sao không chịu ăn học? Ra đường bán ác miệng. Hôm nay ta sẽ cho người bài học. Ba à, bán ác miệng có gì không tốt chứ? Cha bán ác miệng mới làm nên sự nghiệp mà. Con muốn ở đi chung đường thôi, chứ là không được chứ. Ta bán ác miệng cho chung đường bởi vì cha nó có nỗi khổ. Đó là chuyện chém đầu. Cha hy vọng con không có sự nguy hiểm gì. Cha rõ ràng khinh thường con. Sao con làm không được chứ? Cha rõ ràng đố kỵ anh tài. Sao con giỏi hơn cha mà. Đồ trời đánh, ngày hôm nay tao nhất định sẽ cho mẹ bọc bài học. Một chữ A là nhân tới kìa. Hả? Đồ trời đánh. Nè, làm gì vậy? Bây giờ mới tới. Tưởng anh cố tình hình sau. Hay đừng nói nữa. Bây giờ bờ bia ma cho bài học hả? Bị đỏ hả? Ừ. Rõ ràng ngoan cố mà. Lúc đọc chữ này nọ, nói anh không tốt. Nếu ông không giữ được nhào ra cản anh hả? Anh đã giàu to lắm rồi, đâu cần báo phiền mình mỏi tới như vậy. Ma chỉ anh cũng vì lo cho anh thôi. Ít ra chứng minh ông còn để ý tới anh. Còn em, ma của em suốt ngày có hút ác phiện. Mỗi ngày ngoài việc tìm cách đi kiếm tiền,
Bằng không thì nằm ở trên giường hút thuốc. Còn mẹ ghẻ của em thì đừng có nói tới bả. Khi chưa gặp lại con gái của bả cũng còn được lắm. Bây giờ xem em giống như là khách ở trong nhà vậy. Mỗi một ngày không ngớ ngàng gì không lo tới. Nếu không phải em không có chỗ đi, em đã đi lâu rồi. Cửa cung đã mở rồi, đi mau. Wow, uy dũng quá ha. Nếu anh trở thành thị vệ của Tử Cấm Thành, vậy là xứng biết mấy rồi. Vô tích sự, em mới không làm cung nữ của Tử Cấm Thành đâu. Nếu muốn làm á, thì làm hoàng hậu nương nương, chưởng quản cả thiên hạ. Lúc đó tất cả mọi người đều nghe lời của em. Được, anh sẽ làm đại tướng quân, toàn tâm toàn ý, có thể bên cạnh em để mà bảo vệ cho em. Hỉ, dục thái đại tướng quân, tham kiến hoàng hậu nương nương, chúc hoàng hậu nương nương được kiết tường. Ái khanh bình thân. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Đủ rồi. Tiền chính nghĩa. Trên tấu triệt nhà ngươi cho biết nha phía của khu vực kinh thành đã bị cấm tiệc, thật tình thế nào? Bẩm hoàng thượng, thần vừa thử nghiệm đã hạ lệnh cấm thuốc, thu nộp gần 100 cân của người ngoại quốc. Nếu hoàng thượng không tin, có thể truyền ông đại nhân ông Đào tới đây để hỏi lại. Ông Đào, có phải thật vậy không? Bẩm hoàng thượng, thật như vậy. Thần đã mang những á phỉ thu được, kiểm điểm và mang vào cố phòng rồi. Nói vậy trẫm không phải thưởng như các người đó. Thần làm việc cho hoàng thượng tận hết sức mình, chết cũng không ngại. Thật sự đầu rơi xuống đất, chết cũng không ngại hả? Bị đâu? Khiên ra đây. Tuân chỉ. Hạ thần tham kiến hoàng thượng. Dinh quan hải, hãy cho họ biết số nhà phiến này tại đâu có. Bẩm hoàng thượng, số nhà phiến này đem qua vào giờ ngọ, thần đã lục soát ở tại bến tàu, tổng cộng vào khoảng 10.000 cân. Con đường chủ yếu của nhà phiến ở ngoài biển, cho nên bến tàu rất là quan trọng. Các người lơ là chức thủ để những người buôn bán ma phiến chui lọt đó, đó là do các người hoàng thượng cấu kết muốn giết để thanh trẫm. Thần lơ là chức thủ, xin hoàng thượng thứ tội. Xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng, rõ ràng là lời biện bạch mà thôi. Nếu nói lơ là chức thủ, làm gì các người có 100 cân nha phiến giao nộp lên trên? Rõ ràng là các người cấu kết với người ngoại quốc để mà qua mặt trẫm. Bậy đâu, kéo hai tên tham quan ra ngoài chém đầu cho trẫm. Tuân chỉ, hãy đưa phạm nhân ra ngoài. Dạ. Trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió. Quyết tâm cấm thuốc của trẫm, không có gì qua được đôi mắt của trẫm đâu. Người nào không sợ chết cứ việc thử. Trẫm muốn coi xem dạ dày cổ các người cứng hay là đau của trẫm cứng hơn đó. Hoàng thượng thánh minh. Hoàng thượng, chuyện gì mà vui mừng vậy? Nè, ngồi. Tu tâm à, tất cả công lập của hoàng hậu ở tại triều đường đó, hoàng hậu không nhìn thấy. Chậm đã khi mấy thùng áp phiện ra, nét mặt của văn võ mãn triều như thế nào, ai nấy đều sợ đến xanh hết luôn đó. Mặt xanh hết. Họ thật là không có bao giờ ngờ được chậm biết được cái bí mật riêng của bọn chúng. Chậm lần đầu tiên cảm giác được giống như là thánh tổ cao tông vậy, là một quân chủ anh minh. Hoàng thượng là một vị vua anh minh mà. Hả? Nếu không phải hoàng thượng bỏ đi chế độ hậu cung không được căn dự triều chánh, buông tay cho thần thiếp làm, thần thiếp không bao giờ dám nhúng tay vào việc triều chánh đâu. Hey. Nói đến những cái đó, trẫm thật sự hơi lo. Hey. Thái hậu, Phật gia không biết có lòng phản đối việc này hay không vậy hả? Thứ ra bảy dùng tổ chế để mà đàn áp,